Vậy là anh có nghề gì? Nghề gia truyền ba đời. Dạ. Gia truyền ba đời là nghề gì? Nghề chăn dịch. Trời đất ơi, chăn dịch mà. À, Chết cái chân. rồi, rồi. Dạ, xin lỗi ông chủ. Tại ở dưới quê quen rồi. Dạ, xin lỗi ông chủ. À, không phải, không phải. Ý tôi nói là để cái chân như vậy cho nó thoải mái. Thoải mái ha. Còn chị có nghề gì? Dạ, hồi nhỏ á, thì tôi làm ruộng, cái lớn lên lấy chồng, theo chồng luôn, đi chăn dịch. Rồi để tôi tính vậy nha. Thôi sẵn đây vô làm bảo vệ giữ xe cho tôi ở nhà hàng đi không? Dạ, cảm ơn ông chủ. Cái gì vậy? Ông chủ, tôi có nghề rồi. Vậy vợ tôi làm gì ông chủ? Vợ anh tôi giữ. Tầm bậy tầm bạ. Không phải. Vợ anh làm phụ bếp ban ngày rồi sẵn tối ngủ giữ nhà hàng giùm tôi luôn. Cảm Dạ, ơn vậy ông cũng chủ. được. Dạ, cảm ơn ông Dễ chủ. thương quá trời. Thôi giờ hai người dọn đồ xuống nghỉ ngơi đi ha. Dạ. Rồi sẵn tối làm việc luôn. Ông chủ, ông chủ. Ừ. Vậy 2 vợ chồng tôi ở đây luôn hả ông chủ? Hiện tại thì không còn chỗ ở. Thôi giờ để tôi sắp xếp như vậy, anh chị nghe coi được không ha. Dạ. Thật ra ý của tôi là không có muốn cho vợ chồng ở chung. Sao vậy ông chủ? Làm ăn nó bị xui xẻo lắm, biết không? Thôi giờ như vậy đi, anh làm bảo vệ giữ xe phải không? Vậy thì anh ngủ dưới sàn nhà cho nó mát. Còn vợ anh đó thì làm việc dưới bếp. Rồi dọn dẹp sạch sẽ là trải chiếu ngủ luôn đi có sao. Dạ thưa ông chủ, tôi ở dưới quê cực khổ quen rồi, ngủ chỗ nào cũng được, vấn đề quan trọng là vợ tôi có chỗ ngủ là tôi vui rồi. Tôi lo, tôi lo. dạ Tôi lo. dạ cảm ơn chủ. À mà hai vợ chồng lát nữa nhớ đưa giấy chứng minh nhân dân cho tôi, để tôi nhờ nhân viên nó đi đăng ký tạm trú luôn nghe không. Dạ. Con vịt này hai vợ chồng có bán không? Rồi tôi mua để tôi làm cà ri cho nhân viên nó ăn cơm luôn. Tầm bậy tầm bạ. Con nuôi của tôi á. Dạ, thưa ông chủ, làm vậy ác quá, tại vì con vịt này là con vịt quý của gia đình tôi á. Trời ơi, nuôi từ nhỏ thương lắm, thương như con vậy đó. Dạ, không có chịu bán vậy đâu. Nó bệnh mấy Dạ. lần rồi đó, mém chết mấy lần rồi Thôi đó. được rồi, muốn nuôi nó thì phải giữ cho sạch sẽ gọn gàng nghe không? Chứ đừng để khách người ta vô mà hôi dịch quá là không được với tôi đâu nghe không? Ông chủ yên tâm đi. Một ngày á, tôi tắm cho nó 3 bận lận đó. Tôi còn lấy lược chải lông cho nó nữa. Còn sức dầu dừa cho nó luôn đó. Sau đây chúng tôi xin nhắc lại kết quả xổ số Hà Nội ngày hôm nay. Giải 7 22 65 Dạ trời Phật ông bà Tổ tiên, 73 cho lần này con trúng nha. 06 Không không nha, trời ơi, 76 lần này mà con không trúng là tán gia bại sản. 561 118 Giải 5 1907 Trời, sao không không mà không 1540 bảy 2598 Không không đi 0769 Giải 4 7907 1283 2532 Trời ơi, ra không Giải không 3 đi 06892 Không không giùm tôi 717 đi 11739 Không không đi 360 Không không 81 Nam Mô Di Đà Phật, không không giùm tôi đi 41536 Không Giải nhì 46833 56042 Giải nhất 98829 Giải đặc biệt Nam Mô Di Đà Phật, và Nam cuối Mô cùng Di Đà Phật, là không giải không đặc giùm biệt con của đi. Đài Hà Nội ngày hôm nay với các số
1052-6901. Không. Sao không là 00 mà là 01 vậy? Trời ơi. Ngoan ngoãn nghe theo lời anh đi. Anh sẽ lo cho vợ chồng em. Còn em muốn cái gì cũng được hết á. Đau quá. Trời ơi chết tôi rồi. Mình ơi Cháy nhà hả? Mình ơi. Cháy nhà hả? Mình ơi, gì vậy? Mình không có cháy nhà. Cái gì? Ông chủ. Ông chủ không sao? Ông chủ bị xe đụng hả? Chứ sao? Ông chủ ông sàm sỡ em. Hả? Cái gì? Ông chủ ông sàm sỡ mình. Dạ. Đồ khốn nạn, quân sở khanh. Lúc bước vô đây, nó nắm tay mình, tôi nghi nghi rồi. Đúng là tập bậy tập bạ. Tôi ra tôi cạch tại đôi nó mới được. Mình buông ra đi. Tôi ra cắt tất cả mình được. Mình. Mình ơi. Trời ơi. Thôi chết rồi mình ơi. Thank you.
còn đau mình. Mệt quá mình ơi. Tại đằng kia ngồi đi. Mình mệt không mình? Đỡ đỡ. Mình. Ai biết. Nên đi nến nến. Đi tìm nhà người ta trả đồ lại rồi kiếm cái gì cho ăn. Ê mình. Nè 453 gạch 104A. Đúng địa chỉ rồi nè mình. Đúng rồi hả? Ừ. Vậy thì kêu đi kêu đi. Kêu ông tên này ha. Dạ lớn quá. Anh Sơn ơi. Thôi không được đâu mình. Anh Sơn ơi. Dạ lớn quá kêu không có nghe đâu. Thì đập cửa. Hả? Sơn ơi. Nè Sơn. Ôi, kêu từ nãy giờ ta không nghe. Đập cửa sao ta nghe. Thôi tìm cái chuông đi. Chuông đâu? Kiếm cái chuông. Đây nè nè mình ơi. Chuông nè. Chuông nè. Ủa cái chuông nằm trong cái hộp này nè hả? Mà người ta khóa rồi. Ủa gì vậy? Ý, bởi vì không biết chữ thấy chưa. Cái này không phải cái chuông. Ô bóp. Hộp hộp nàng hộp. Ú ư. Thợ thư. Hộp thư mai bỏ. Ủa hộp thư mai bỏ là sao? Là mai bỏ giờ khóa bỏ không được. À vậy hả? Ừ. Chết cha rồi, không lẽ giờ mình đợi tới sáng mai? Đợi mai đi. Thôi không được đâu. Ê nè nè, thọc tay vô kêu thử coi. Nhảy lớn. Sơn ơi có nhà không Sơn? Kêu lớn lên. Kêu lớn lên. Quên. Quá ai nhà ơi, không mạnh lên chút. Anh Sơn ơi. Trời mỏi tay quá mà không có ai ra hết. Rồi giờ sao? Thôi kệ, kêu lần nữa thử coi nha. Sao coi? Trời ơi, cái gì vậy? Chào chị. Dạ. Anh tìm ai vậy? Chủ nhà. Có chuyện gì không? Dạ, có phải cái bóp này là của nhà chị không? À, đúng rồi, cái bóp này là của chồng tôi. Dạ. Nhưng mà làm sao anh có vậy? Dạ. Dạ chồng lượm được. À hồi tối chồng tôi mất cái bóp. Dạ. Nên sáng nay ảnh ra ngoài để làm cớ mất. Dạ. Dạ. Cũng may trời ơi, nhờ có anh chị lượm giùm. Mời anh chị vô nhà uống nước. Vô. Dạ. Vô nhà. Dạ. Cảm ơn anh chị đã đem trả lại cái bóp. Nói thiệt á, ở đất Sài Gòn này tìm những người như anh chị á thiệt là hiếm đó. Hiếm hả? Anh nói sao? Ở dưới quê tôi nói thiệt nha, tuy là ít người thiệt, nhưng mà ở Sài Thành này á. Bỏ xuống. Quen rồi. Ở Sài Thành này đông người sao hiếm được. Đúng rồi, tôi đi đường thấy quá trời đông mà. Dạ không phải, chồng tôi nói hiếm đó. Ở đây đó là anh chị là người tốt, nhặt được của mà trả lại cho người khác, đó là hiếm đó. À người tốt. Tốt. Dạ. Dạ. À, sẵn đây á, tôi gửi cho anh chị chút quà, gọi là hậu tạ. Hậu tạ là gì mình? Hậu tạ mà cũng không biết. Là gì? Ủa hậu tạ là gì? Là... tôi biết rồi. Hậu tạ hậu là dưới. Còn tạ là tạ gạo. Cho mình tạ gạo đem về dưới. Mà thôi anh ơi. Tôi nói anh chị nghe. Tôi là Tư Ếch ở dưới quê. Dạ. Tuy là nghèo nhưng mà chân chất. Dạ, không tham. Không có tham. Nhặt được của rơi là trả lại cho người ta à. Chứ... trả lại cho người ta đâu cần kia nhận hậu tạ. Dạ. Nếu mà muốn hậu tạ cho mấy tạ gạo thì cho bé Thơm nè, tại bé Thơm không lụm được cái bóp. Dạ đây coi là một chút quà hậu tạ.
À, dạ. Ủa mình, gạo mà, tạ gạo mà. Dạ, cái này á, anh chị đem về quê á, mua được mấy tạ gạo đó. Anh chị nhận đi, không nhận á, tôi nhận đó. Ừ, làm sao mình? Dạ, chị nhận đi cho chồng tôi vui. Nhận đi chị. Dạ, cảm ơn anh chị. Từ từ thôi, cái gì mà lôi kéo dữ vậy? Đi nhanh chứ, để vậy ta tưởng mình trong dịch sao? Thôi được rồi, qua đây. Vô đây thử coi. Vô trọng hả? Nhà ở đây nhìn giống như mình quá ha. Kìa kìa, đó có người kìa. Để hỏi coi. À, cô ơi cô. Cô cho con hỏi thăm. Dạ. Cô cậu tìm ai? Dạ không có tìm ai á. Dạ tìm phòng để ở. Dạ, tại vì tụi con nghe thấy cái bà bán chè ở ngoài này nè, nói ở trong đây có phòng cho mướn hai người phải không cô? Đúng rồi, tôi có một phòng đủ cho hai vợ chồng ở đó. Giờ cứ vô coi đi, chịu tôi cho mướn. Dạ. Đó, coi đi, chịu không? À, phòng này bao nhiêu tiền tháng vậy cô? Phòng lớn thì 1 triệu, còn cái này 600 ngàn, điện nước thì tính riêng, mỗi tháng là người 100 ngàn, chịu không? Cô, có phòng nào rẻ không cô? Dạ. Trời ơi, có nhiêu mà mướn không được, còn căn nào rẻ hơn nữa? Mình thấy sao mình? Em thấy cũng được đó, thôi kệ nó, mướn đại đi. Hai vợ chồng con đồng ý căn này. Dạ. Chịu rồi phải không? Dạ. Vậy thì chuẩn bị hai cái chứng minh, rồi ngày mai ký hợp đồng. Dạ. Đó, chịu á, chén đũa nè, rồi bếp ga nữa, của người thuê trước bỏ lại, lấy mà xài ha. Dạ, cảm ơn à. Nhưng mà nhớ nha, đặt cọc trước 1 tháng tiền nhà. Dạ, dạ con biết rồi. Cô cho hỏi thăm. Ủa, hình đó là cô đám cưới hồi nhỏ hả? Bậy, đâu phải đâu. Này là con trai với con dâu tôi. Mà tôi giận con dâu tôi, thành ra tôi đem cái hình tôi dán vô đây đó. Dạ. Ủa, nè, có ăn tân gia không? Tôi cho mượn con dao. Chi vậy cô? Cắt cỏ con vịt. Hả? Không có được. Trời ơi, cái này là con của tụi con đó. Con? Dạ. Tên gì vậy? Cạp. Tầm bậy. Tên đầy đủ là Cạp Cạp Cạp. Dạ. Sao vậy mình? Sao không ngủ? Ngủ gì được mà ngủ. Tự nhiên tôi nhớ Út Hương quá. Không biết giờ nó sống sao nữa. Thôi mà, chắc là Út Hương á, nó hiền lành như vậy, người ta cũng đối xử với nó tốt, với lại lo lắng cho nó mà. Tôi cũng cầu mong được như vậy. Từ lúc mình lên Sài Gòn tới giờ chưa liên lạc được với Út Hương. Tự nhiên thấy nhớ nhớ. Ê, nè, lúc mà tôi với bà lên á, tôi dặn bà là lấy cái lá thư mà trong đó có địa chỉ của Út Hương á, nhớ không? Có. Nhưng mà sao? Bộ mình tính đi tìm nó hả? Ừ. Thôi mình à, vợ chồng mình á đang nghèo khổ khó khăn như vậy, bây giờ tự nhiên tìm tới nhà chồng nó, mất công người ta lại coi thường mình đó. Mà con Út Hương nó biết được, nó lại buồn mình nữa. Tôi tính á, thôi để khi nào mà mình có công việc ổn định rồi, mình lên thăm nó cũng đâu có muộn. Mình nói cũng có lý. Lại đây con. Lại đây. Mình ơi. Cái gì? Hình như là thư của Út Hương. Hả? Nó để thư lại nè, tôi thấy dưới gối á. Mình đọc thử giùm tôi coi. Coi nó ghi gì vậy? Thưa tía má, con là đứa con bất hiếu, đã cãi lời tía má. Cũng vì hoàn cảnh nhà mình quá nghèo,
con đã chấp nhận làm dâu cho nhà người ta. Con có gửi cho bé ba nhà bà Sáu xóm mình số tiền cho tía má. Tía má cầm số tiền này trả nợ cho người ta. Và còn chút ít, tía má giữ lại phòng thân những khi đau ốm. Con vẫn khỏe. Sống trong ngôi nhà mới này, con cũng được người ta thương yêu, nên tía má đừng lo. Khi nào mọi chuyện đâu vào đó, con sẽ trở về thăm tía má. Tía má yên tâm, đừng đi tìm con nữa. Con, Út Hương của tía má. Nó nói cái gì vậy hả mình? Hả? Thì con nó nói là nó gửi về ít tiền để cho tôi với bà trả nợ cho người ta. Với lại nó sống trong cái ngôi nhà đó cũng được người ta đối xử đàng hoàng. Mà sao con này bậy bạ quá. Nó bậy bạ gì hả? Nó lấy cái địa chỉ của bà Hiền đi luôn rồi. Tức là nó không muốn cho tôi với bà tìm gặp nó nữa. Trời ơi, sao con tôi nó dại quá vậy nè. Tôi cũng nhớ nó thiệt. Gì vậy? Ủa, xây nhà? Mình tính xin vô làm hả? Đúng. Thôi, mình xin mất công không biết người ta có cho không? Thì mình xin đại, được thì mình làm, không được đi chỗ khác xin tiếp. Nè, giữ con đi, đứng đây chờ nghe. Đi đâu đây? Cho hỏi ở đây có cần thêm người làm không ạ? Anh xin cho ai? Dạ cho tôi. Cho anh? Dạ. Nào giờ anh có làm phụ hộ chưa? Dạ chưa. Cực lắm đó nha. Dạ biết ạ. Công việc cực gì tôi cũng làm được ạ. Với lại ở dưới quê chịu cực khổ quen rồi. Thôi, anh làm cho tôi nửa buổi. Nếu được á, tôi nhận anh. Còn không á, anh đi khỏi giùm nha. Dạ. Dạ anh. Cái gì nữa? Ở đây có cần nữ không ạ? Nữ là ai? Dạ vợ tôi ạ. Vợ anh? Dạ. Có sức khỏe không? Dạ khỏe lắm. Khỏe như trâu ạ. Vợ anh bao nhiêu tuổi? Dạ nhỏ hơn tôi. Cho tôi gặp mặt được không? Dạ. Dạ thôi. Vợ tôi yếu lắm, mới bệnh vậy. Một mình tôi làm được rồi. Thôi làm đi nha. Cố gắng. Dạ. Làm tốt đó. Dạ. Làm đi. Cảm ơn anh ạ. Ra một chút nữa. Đúng rồi. Bình ơi, ông đồng ý rồi. Vậy hả? Ông muốn thử việc anh, cho anh làm nửa buổi. Vậy hả? Ừ. Bình, sao ông xin cho em luôn? Không được đâu. Để một mình tôi làm được rồi. Mình chịu cực nhiều rồi, tôi không muốn mình chịu cực nữa. Với lại ở đây toàn người lạ không à, tốt xấu lẫn lộn. Nhớ ông chủ nhà hàng không? Thôi vậy cũng được. Bây giờ mình ẵm con về phòng trọ đi. Đóng cửa lại, không đi đâu hết nha. Nếu mà có đói thì cầm tiền chạy u ra ngoài đầu hẻm kiếm gì ăn rồi chạy về đóng cửa nghe. Rồi em biết thôi, rồi về. Mà về thôi. Em đi về. Khoan hả? Anh ẵm con đi. Cầm cái bộ đồ này đi nha. Để làm gì? Mình phải mặc cái bộ đồ này vô chứ. Chẳng lẽ mặc đồ về làm sao được. Tao không chịu đâu. Rồi để em ẵm con về nha. Đi về nha. Không đi đâu hết nha. Em biết rồi mà. Nè, vô ha. Giờ làm sao đây trời. Mấy ngày rồi không có trả nợ cho nó. Thế nào nó cũng qua đây nó kiếm mà trời. Trời trốn đâu giờ trời. Lấy nước bà ơi. Nước. Nước hả? Chờ một chút nha. Nhạc 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 nhạc.
Trời ơi, thương ghê không? Cái bà này sao lâu vậy ta? Khát nước mà kêu. Có tay đi lạc đường. Bà, có tay bà ơi. Du tìm ai? Tìm vợ ông đó. Trời ơi, nó tiếng Việt được hả? Người Việt Nam bà ơi. Ai tìm bà nè? Nè, vợ tôi nè. Bà, sao mà người ta tìm bà đúng mà rất là dữ vậy hả? Không có gì. Bà nói tôi nghe coi. Khó nói quá hả? Khó nói để tôi nói giùm cho. Cái gì vậy? Hôm nay tôi đến đây để đòi tiền nợ. Vợ ông mượn tiền của tôi và đã thế chấp căn nhà này. Bà cầm cái nhà. Bà bao nhiêu? Tổng số tiền là 300 chai. Cái chai gì 300? Là 300 triệu đó. 300 triệu? Theo như thỏa thuận, thời hạn tính lãi là mỗi ngày 3%. Nếu thiếu một ngày, tôi sẽ siết căn nhà này. Và hôm nay, tiền lãi và tiền lời đã đủ căn nhà này rồi. Bà ơi, tôi nói bà bao nhiêu lần rồi? Tại sao bà làm chuyện này nữa hả? Ông này đi đâu đi? Còn tiền của tôi đâu? Tiền gì nữa? Vợ ông thiếu tiền của tôi, hẹn tới hẹn lui. Bữa nay mà không trả đó, tôi siết cái nhà này, nghe chưa? Bà, tôi nói bà rồi, bà lại dướng vô cái bệnh đó nữa. Đánh đề mua số đã một lần rồi bà không sợ hay sao? Bây giờ bà tái diễn lại nữa. Rồi bây giờ người ta tới á, người ta đòi xiết cái nhà, bà thấy chưa? Rồi vợ chồng mình ở đâu? Trời ơi là trời. Ông ơi tôi xin lỗi bà ông. Vé số đi chị ơi, em còn mấy tờ cuối nè. Cho tôi lựa vài tờ đi. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Rồi chị cho tôi gửi. Dạ cho em gửi tiền thôi. Dạ cảm ơn. Dạ chào chị. Chị cho hỏi thăm, bán vé số vậy, ngày lời được nhiêu chị? Dạ chừng 50-60 ngàn á. 50-60 ngàn lần hả? Dạ. Dạ tôi dưới quê lên. Chị có thể chỉ cho tôi chỗ nào mà mình lấy vé số vừa bán không chị? Dạ được, em lấy ở đầu xóm á chị. Ở ngoài đầu xóm là mình đi thẳng qua đây rồi quẹo phải không chị? Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Em cũng muốn lấy bán thử. Mua số đi chị. Dạ, mua số giùm. Mua 1 tờ đi chú. Anh, mua giùm tờ vé số nha. Em này còn đẹp, bán vé số uổng ha. Em. Dạ. Anh sẽ mua hết cọc vé số của em, với điều kiện chiều nay em đi chơi với anh, được không? Dạ thôi, nếu mà em thương á thì mua giùm tờ vé số. Lát nữa tôi phải về nấu cơm cho chồng tôi rồi. Chồng con là chuyện nhỏ, nhưng mà hết cọc vé số này á mới là chuyện lớn. Cạp đi con. Cạp đi về con. Hãy subscribe.
sống đời mê dâu. Em, mời giấy số giùm chị đi cơ. Có số đẹp không? Đẹp lắm, số đẹp không à? Ở dưới đây số đẹp không, em coi thử đi. Còn nhiêu tờ đây? Còn 101 tờ. Sáng giờ chị bán được 11 tờ rồi đó. Thôi lấy 100 tờ thôi, trừ chị tờ này. Em lấy 100 tờ hả? Ừ. Thôi còn tờ em lấy giùm chị luôn đi cưng. Nhưng mà em lấy 100 tờ cho nó chẳng, dễ tính tiền ha. Thôi vậy cũng được, cảm ơn em. Trời ơi mừng quá, sáng giờ chị bán ế quá chừng luôn à. Chậm lắm luôn á. Ê, bà nội mày bệnh nặng lắm, đi cấp cứu rồi, giờ nhanh lên. Đi. Ủa nè, thôi bữa khác em mua đây. Chị, bữa khác em mua nha. Đi lên. Đi nha, đi lẹ mày. Mà nghe trái sầu rụng rơi, xót xa duyên phận. Người ơi mắt lệ rưng trào, nắng mưa một thân. Về đây góc xưa mong đợi, nghe một làng thương nhớ. Ta đứng bên sông con, ở đây coi giỏ giùm má nghe không? Bà vô coi có ai mua vé số không? Ở đây nghe con. Mua vé số đi cậu. Anh, mua vé số giùm em. Dạ, mua giùm đi mà. Cô coi đi, nguyên cọc vé số chỉ có một tờ là ngày hôm nay thôi, còn bao nhiêu là số sổ rồi. Cô làm ăn gì lạ vậy? Dạ đâu có. Trời ơi, cái này là tôi lấy trong đại lý mà. Tôi nói thiệt, tôi có gạt ai đâu mà. Cô đi đi. Đi. Nè, sao kỳ vậy? Cái mặt đẹp đẽ như vậy, hiền hậu như vậy mà đi lường gạt, thiệt là bực mình. Chứ sao như cũ nghe. Rồi, y như cũ luôn. Đang 8. Rồi. Ta đã 7 chai rồi đó, có ai theo không? Tôi theo 2 chai. Vậy là 9 chai, ai theo? Kìa, 9 chai kìa, có ai theo không? Kèo dưới theo 5 sĩ. Rồi, ok luôn. Tôi theo 4 chai. 2 chai nữa thôi, đủ sổ rồi. Đá đó tôi bao sổ cho. Không có được, đủ sổ rồi. 5 chĩa. Cái gì? Mày muốn đá thêm hả? Ừ. Ta đá mày 3 chai. 4 chai luôn mày. 3 chai thôi. Còn chai mày đá ngoài đi. Một chai ngoài có ai đá không? Nhớ chung tiền đàng hoàng cái mày. Nhớ cạnh mà con cò xanh nè mày. Rồi, cắn mổ 3 lần, 1, 2, 3, thả gà. Rồi. Chết rồi nhẹn. Vô cổ. Cố lên nhẹn. Đã đi.
vui vẻ đúng không? Bà đừng vui vẻ nhạn. Dứt nó nhạn. Dứt nó. Mày. Đúng rồi. Dậy sáng đi. 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 Hai anh ngồi chờ tôi một chút. Dạ. Tại mày á, mày giật tiền với tao không chi? Để chạy không kịp, giờ mới bị bắt nè. Tại mày chứ tại ai? Sao tại tao? Tại mày tham. Tao giật của mày, mày để tao giật luôn đi. Mày giật lại chi? Giật qua giật lại, công an bắt à? Tham bà nội mày chứ tham. Tiền của tao chứ bộ tiền của mày hả? À, mày tính chơi thua rồi mày ăn cướp lại hả mày? Tao ăn cướp bằng nào? Tao định giữ tiền giùm mày cho mày chạy lẹ thôi. Ai về làm ơn mắc quán à? Trời ơi, mày tốt quá ha. Nghe cái tên là biết mày tốt rồi. Mày tên năm chĩa mà, đúng không? Mày chơm chĩa cả sớm này ai không biết. Trật tự đi. Hai anh viết giùm tôi cam kết. Còn anh, sao anh không viết đi? Tôi không biết chữ. Anh học lớp mấy mà không biết chữ? Dạ, 5 năm lớp 1. Hay quá ha. Người ta học một lớp một năm, còn anh học 5 năm một lớp. Anh, nó không biết chữ, nhưng mà nó tính tiền lẹ hơn máy nữa. Sao anh biết? Nó cá độ á, rồi nó nằm trên, nằm dưới, rồi nó tính lại không sót chắc. Mấy anh hay quá ha. Vô đây, rồi còn dở cái thói cờ bạc đỏ đen. Lần đầu á, tôi cho viết cam kết, thả về. Lần sau hả, tôi bắt tôi nhốt, ra tòa lãnh án. Nghe dạ, chưa? Dạ, 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 dạ. Thôi bây giờ anh viết giùm ổng luôn đi. À anh, mình viết giùm. Nhưng mà nếu lại có bị bắt á, mình có ở giùm luôn không? Không đâu. Dạ. Yeah. Dạ anh vậy xong ha anh. Hai anh về đi. Dạ, dạ cảm ơn. Cảm ơn. Anh làm gì vậy? Dạ không. Em muốn cầm tiền em lần cuối. Để em tự nhủ lòng rằng mai mốt đừng ra gà nữa, mà tiền sẽ như mây như khói. Tôi cho anh một câu nữa nè. Cờ bạc là bác thằng bần. Anh có nghe chưa? Dạ chưa. Tôi nói cho anh biết, số tiền này tôi sẽ xung vào công quỹ xóa đói giảm nghèo của bà con ở xã này. Thôi anh đi về đi. Ủa? Mình đợi lâu quá đói rồi phải không? Nè, tư ếch mua bánh mì về cho thơm nè. Ăn đi. Làm gì ngồi đóng như tàu lá chuối vậy? Hình như mình bị bệnh hả?
Có chuyện gì nói cho ếch nghe đi. Hồi sáng này nè, em nằm ở nhà, em cứ nghĩ tại sao chỉ có một mình phải đi làm cực khổ như vậy. Em mới nghĩ cách là mình phải làm cái chuyện gì đó để kiếm tiền phụ với mình. Rồi sao nữa? Em gặp mấy bà giấy số, nên em mới hỏi mấy bà là cái đại lý bán giấy số ở đâu. Cái xong rồi em tới, em đưa cho họ 1 triệu, được 112 tờ. Em đi bán được 11 tờ. Nhưng mà em bị tụi lưu manh nó lừa mất 100 tờ. Bây giờ chỉ còn có 1 tờ 1 à. Thấy chưa? Tôi nói với mình rồi, cái đất Sài Thành này nó nguy hiểm lắm. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được á. Tôi nói mình là ở nhà đi mà không nghe lời túi. Tôi làm về nuôi mình được rồi. Thôi, bỏ đi. Từ đây về sau á, dặn mình á, đừng có đi làm, cứ ở nhà. Đừng có đi đâu hết, đừng có đi làm kiếm tiền gì hết. Mình ơi, nhưng mà bây giờ còn tờ này sao?